Hello, xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của bên Hân Hoa nhá. Quá là nhiều bàn mít siêu cơ của Yamaha luôn, toàn những hàng tuyển chọn, hàng bãi ship từ Nhật về. Hôm nay chào bán cho các bác hai bàn mít siêu Yamaha 5000 trừ 12 nhá, liền công suất. Một bàn 5016, một con bàn mít siêu Yamaha MGP 24X. Con này thì không có công suất, chỉ có bàn điều chỉnh 242 thôi. Bốn chiếc bàn này đều xuất xứ từ đánh từ Nhật Bản về anh em nhé. Hàng còn rất là đẹp, hàng tuyển chọn. Kênh bên em thì sẽ có liên tục ra những cái video review chuyên về bàn mixer cơ, hát karaoke chuyên nghiệp, hay là anh em nào làm sự kiện vừa nhỏ thì có thể tham khảo qua kênh bên em. Ở đây thì sẽ có hai cái bàn mixer em giới thiệu qua trước, là hai cái bàn mixer MX 5000 này, một chiếc là có ốp và một chiếc là không có ốp. Tất cả đều sử dụng điện 100V. Cứ riêng cái con MGB 24 kia thì sử dụng điện 220 nhá, không cần phải chuyển đổi nữa. Còn ba chiếc này là sử dụng điện 100V, hàng xuất xứ Nhật Bản nhá, made in Taiwan. Còn chiếc kia thì là made in Indonesia, nhưng mà mua trực tiếp từ thị trường Nhật nhá, không phải là. Các bác lưu ý là hàng bên em là sẽ có nguồn gốc mua ở đâu và tình trạng ra làm sao, sẽ quay review trong cái video này ngày hôm nay. Thì các bác xem video nhớ kênh bên em bằng cách nhấn nút like này. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới góc bên phải màn hình giúp em nhé. Chuyên về các bàn mixer Yamaha cơ, hoặc là sau này sẽ từ tới sẽ có cả bàn số nữa, nhưng ở đây sẽ bán những cái đồ bình dân dễ sử dụng mà trong tầm giá, mà hay nhất trong tầm giá luôn các bác nhé. Thì ở đây sẽ review cho bác quay trực tiếp hai chiếc MX 5000 trước cho anh em xem này. Đấy, sẽ quay cận cảnh ở đây hai chiếc này đó. Hai chiếc này thì cái chiếc bên trái này MX 5000 này, về hình thức thì sẽ có một chút cái gợn mất vết xước như này. Rồi, một vết xước này, hai ba vết xước này, hình thức nó tương đối là đẹp nhá anh em nhá. Chiếc này thì không có hai cái ốp hai bên, không có ốp hai bên đấy, đây là mặt toàn tổng thể đằng trước này. Tích hợp equalizer, tích hợp công suất mỗi vế là 500W nha anh em nhá. Đấy, các bạn nhìn đây, anh em phải chơi tốt một cặp full bass 30 hàng xịn, hoặc là full cặp bass 40 của JBL chẳng hạn, đều chơi tốt nhá. Hoặc là anh em có thể gạt xuống 300 hoặc 100W, tùy theo loa bass chơi ở nhà, hoặc là chơi sự kiện như nào đó, tùy theo sử dụng mục đích sử dụng anh em nhá. Đó, tích hợp thêm hai effect, effect 1 và effect 2. Rồi, effect kép nhá. Sử dụng bộ effect SPX của Yamaha rất nổi tiếng, cực kỳ đẳng cấp luôn, tích hợp trong cái bộ MX này. Liền công suất này, tích hợp equalizer này, tích hợp hai effect này. Đó. Và liền công suất rồi. Đẹp. Có 8 line dành cho micro. 8 line dành cho micro này. Line 9, 10, 11, 12 này dành cho nguồn nhạc vào. Và điều đặc biệt trên cái bàn mixer MX này có thêm một cái tính năng nữa, đó chính là cắt cốt trực tiếp trên mixer. Đó, anh em nhìn thấy không? Đây là cái phần cắt cốt này, cho phép từ 80 cho đến 100Hz. Đây là cái setup điều chỉnh cho đường xúc. Đây là đường tín hiệu ra của loa sub này. Ở bên cạnh này thì là sitter out này, là hai đường chính ra để bên khác này. Và hai đường này chúng ta có thể cắm với lại loa trầm điện, chính là hai cổng này. Đó. Và những cái cổng ốc sen này, ốc effect ra này, để chúng ta cắm thêm cổng như là cổng center, loa center nhá. Loa sub này, đấy. Sub in, sub đây là sub in rồi. Đây là sub out này. Hai chiếc nhá, có hai chiếc luôn. Để giới thiệu một cái này và một cái bên này. Cái bên này thì hình thức nó đẹp hơn. Hình thức bên này thì nó đẹp đều hơn anh em nhá. Cái màu của nó thì cái feeder này nó màu ngả vàng. Ngả vàng hết rồi anh em nhé, màu vàng ngả. Đấy. Cái con này thì nó đẹp đồng đều hơn, gần như nó không có vết xước nào cả. Đó. Nhìn tất cả các thứ đều rất là đẹp. Quay tổng thể cho anh em luôn nhá. Cái này các cái chiếc đáp nó màu ngả vàng, nhưng mà được cái là đẹp đồng đều hết anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Chưa. Mặt đằng trước nhá. Đây là mặt đằng trước này, made in Taiwan, sản xuất tại Đài Loan, điện 100. Chưa. Đó. Anh nào nhu cầu thì gọi điện cho em nha.
nền công suất. Hai cái bàn này em bán là 14 triệu cho anh em một cái nhá. 14 triệu một chiếc. Bao ship cho các bác. À, là ở xa, ở bắt đầu ở xa thì mua sản phẩm này bên em bán cho các bác hàng tuyển chọn, giá là 14 triệu đồng bao ship. Ở đây thì bao ship và sẽ bảo hành cho bác là nguyên zin, tất cả từ zin từ A đến Z. Đó. Chưa? Các cái dòng sản phẩm bàn cơ này thì quan trọng nhất là mấy cái con feeder này này. Khi chúng ta đẩy lên thì khi chúng ta bác nào mà đi làm sự kiện đẩy cái feeder lên thì nó không sột sẹt là ok nhá. Không có sột sẹt gì cả là ok. Tiếng rất là hay luôn. Cái này bàn này chạy lóng lên càng lóng càng hay nhá, tiếng ra càng dẻo. Đó. Là bác nào làm kinh nghiệm nhiều cái dòng này rồi thì có thể để lại bình luận ở phía dưới phần bình luận cho các bác nào đang có nhu cầu mua thì để mua lại nhá. Đó, một chiếc bên này bên trái không có ốp mà một chiếc bên phải đẹp hơn nhưng để cho bác đồng giá 14 triệu, ok. Tiếp theo đây sẽ giới thiệu cho anh em đến con bàn 5016, con này 5016 nhá. 5016 thì hình thức có một vết chày ở đây, một vết chày nhá, không đáng kể. Bên trái này, trước này, trước này đẹp tuyệt vời luôn, có một vết chày đấy thôi. Hoạt động bình thường, chạy điện 100V, chạy điện 100V nhá. Chiếc này thì tích hợp equalizer số này, equalizer số luôn, có chống hú, auto chống hú luôn. Ta chỉ việc nhấn bật on này lên và nó sẽ tự động cắt những cái tay giải mà gây dấu rít. Hai effect cũng sử dụng effect của FX, bộ effect FX luôn. Hai effect này. Đó. Thì cái này nó cao cấp hơn chút xíu anh em nhá. Cái này cao cấp hơn. Cao hơn con cao cấp hơn chút con so với con 5000. Nhiều anh em thích con 5016, nhiều anh em thích con 5000. Tóm lại là anh em thích lựa chọn sản phẩm nào thì có thể gọi điện cho bên em. Chiếc này thì nó có thêm hệ thống com cho cái cổng từ 1 đến 8 nhá. Đây, com này. MX5000 thì không có, nhưng MX5000 có một cái chất riêng của MX5000. Còn 5016 thì có một cái chất riêng của 5016. Đó. Nhiều anh em thì bảo là 5016 thì tiếng nó effect nó khó chỉnh. Còn nhiều anh em thì bảo effect của 5016 thì nó hay hơn. Cái này thì có thêm quay số, quay cơ. Đó. Giá cái này sẽ đắt hơn quý kia 1 triệu anh em nhé. Giá sản phẩm này là 15 triệu cho các bác. Đó. Hình thức đẹp. Có cái com này, có com cổng từ mic 1 đến mic 8 này. Có tới 15 đường in nhá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 này. Đường line in nó có 4 đường vào, còn trên 5000 chỉ có 2 đường vào thôi nhá. Các bác lưu ý như thế. Đấy, 4 đường vào. Cũng có cắt súp trên trực tiếp trên bàn luôn nhá. Có cắt súp luôn. Nào nhá. Cắt súp đầu ta đầu, đây rồi. Hai cổng này chúng ta sẽ cắm với lại loa trầm điện hoặc là loa trầm hơi gì đó. Đây là cổng ra loa sắp. Hình thức đẹp nhá. Sử dụng hai effect kép luôn, cũng liền công suất mỗi vế là 500W max anh em nhìn đây. Đấy. Cái này đẹp từ lúc sơn trở đi anh em nhá. Có mỗi vết chày nhỏ thôi. Quay mặt đằng trước cho anh em này. Made in sản phẩm này Indo anh em nhá. Xin lỗi các bác lấy em bảo là hai chiếc 5000 mới là Taiwan, còn 5016 là Indo. Indo thì nhưng lại sử dụng điện 100 vì là xuất sang thị trường Nhật anh em nhá. Đó. Nguồn gốc rõ ràng luôn, điện 100 luôn. Đây. Thì các cái cổng ra loa này rất là chất. Nhìn đẹp như mới luôn. Đẹp không ạ? Quá chất luôn anh em nhá. Quá là đẹp luôn, 5016. Rồi, chiếc cuối cùng ngày hôm nay. Chiếc cuối cùng ngày hôm nay là chiếc MGB 24X. Chiếc này thì nó hơi hầm hố một tí anh em nhỉ. Cũng là hàng xuất thị trường Nhật, điện 220V. Xuất thị trường Nhật, đánh trực tiếp từ bên Nhật về. Đấy. Sử dụng effect kép của effect 1 và effect 2 này. Com trên này luôn, trên hệ thống bảng điều khiển này luôn. Đó, anh em có thể setup effect trực tiếp trên này. Đây là hai cái nút tính năng này để nhấn xuống được này. Đó.
chúng ta sẽ setup cái phần phang nhạy trên cái effect này. Sau đó sẽ sử dụng hai cái feeder này để đẩy lên để sử dụng effect. Chiếc này có đặc biệt là thêm cái phần revert X, revert 10, revert thế hệ 10 nhá. Và epic của vang pha digital epic này là tích hợp luôn trong cái phần effect của cổng effect 2 này. Và effect 1 là sẽ có revert X, revert thế hệ số 10. Cao cấp hơn dòng MX đó. Các bạn nhìn đó. Có com nhá, có com luôn, com từ cổng số 9 cho đến cổng số 16 là có com. Còn tất cả có tổng cộng là 24 line, 24 đường line từ một line số 1 này cho đến line số 24. Đó. Em sẽ giới thiệu một vài cái tính năng chính cơ bản của cái dòng này nhá. Đấy, các bạn nhìn đó. Từ line 1 đến line số 8 thì không có com. Từ line số 9 đến line số 16 thì có thêm com. Đó. Được chưa? Tiếp theo đây là sẽ có là hai cổng 21 và 24. 21 và 24, 21 22 và 23 24. Hai cổng này cũng là hai cổng in nhưng mà nó có thêm một cái tính năng khá là thú vị nữa, đó chính là cái sau này này. Anh em mà khi chúng ta nhấn vào hoặc là sử dụng nó sẽ tự động cân bằng nhá, tự động cân bằng âm thanh đầu vào nha anh em nhá. Rất là hay. Rất là thú vị, chở hai cổng line in là hai cổng 21 và 22 và 23 24. Đó, đây là hai cái tính năng. Đây này, có tính năng blend này và stereo. Đó. Hai cổng này là hai cổng line in này, có một số tính năng rất là hay ho dành cho các bác nào mà hay theo dõi những cái sản phẩm như Mr. Cơ này. Đó. Giá sản phẩm này là em đang chào bán cho các bác là 23 triệu anh em nhé, 23 triệu hàng made in Indonesia, hay điện 220V. Tất cả các setup đều không có sột sẹt, không có một cái chút gợn sóng nào của hiện tượng luôn, hình thức đẹp nhé, hình thức cực đẹp luôn. Đó, anh em nhìn nào, rất là chất luôn nhá, không có vết xước, nó chỉ có một vết ngả màu ố thôi. Đó. Em mở trước này, quay cho anh em này. Đó. Trời. Đẹp quá trời luôn nữa. Tem này. Anh em nào dịch được cái này ra thì là nó là gì nhỉ? Cái dòng ở anh em nhìn cái dòng thẳng hàng so với chữ BGB nó là made in, sản xuất tại nó là tiếng Trung nhưng mà nó đã ghi là sản xuất tại Indonesia nhá. Anh em nào biết về đồ thì sẽ hiểu ngay. Rồi, ok. Thì sản phẩm này 23 triệu. Bác nào mua thì hãy liên hệ trực tiếp sang bên em nhé. Rồi, xin chào các bác ở các cái video clip tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.